nhau như thế nào? Thưa quý vị đó, cái cầu nguyện á, quý vị nên hiểu như thế này, cái cầu nguyện nên hiểu như thế này. Đó là khi mà chúng ta làm một cái việc thiện, một cái việc phước nào đó, thì chúng ta hướng hướng cái quả báo của cái việc thiện đó theo cái ý mà chúng ta muốn, thì chúng ta gọi nó là cái nguyện. Ví dụ như do sự phước báo mà tôi đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hoặc là idang me bunyang nibbana sa paccayo ho tu, cái phước báo mà tôi đã làm ấy hãy là duyên cho niết bàn. Thì đó là cái lời nguyện đấy, đó là lời cầu nguyện. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm một cái điều phước gì đó thì chúng ta hướng cái phước đó đến cái mục đích mà chúng ta muốn, thì đó là lời nguyện. Chứ không phải là mình cầu nguyện là để cho ai đó, cho Phật, cho Thánh, cho Thần, là cho ông Táo, ông Tàu gì đó, là độ cho mình cái này cái kia, thì không phải như vậy. Phải hiểu đúng về sự cầu nguyện. Nguyện là như vậy đấy. Nó giống như nước, nước nó chảy thì nó không có nhiều tác dụng. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa nó vào mương, vào máng, đưa nó vào cái hệ thống kinh rạch, rồi thậm chí là chứa vào ở trong đi dẫn nó vào những cái đường ống, thì nó có thể làm được nhiều chuyện. Thậm chí là nước ở một cái áp suất cao thì nó có thể cắt đứt được vật này vật kia đấy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chuyện là cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là mình hướng cái phước của mình đã làm ấy, hướng nó đến cái kết quả mà mình mong muốn, thì nó là cầu nguyện. Cho nên nó có linh ứng hay không thì do mình nè. Thí dụ như sư nói là quý vị làm phước mà được có 1 đồng thôi, mà quý vị muốn là quả nó chỗ chỗ phải là chỗ với cái giá trị của 10 đồng thì ở đâu ra? Sư hỏi ở đâu ra? Muốn cái quả chỗ 10 đồng thì mình cũng phải làm phước nó 10 đồng chứ. Đấy. Cho nên á, Trung Quốc á, nó có câu là linh tại ngã mà bất linh tại ngã. Thôi cái mạng nó trục trặc, thôi sư giải thích nhanh gọn cái này để ha. Thì có nghĩa là cái việc mà nguyện là như vậy đấy, linh hay không linh là do mình. Rồi còn cái chuyện hồi hướng á, thì nó lại là một cái việc khác. Có nghĩa là mình do cái phước này đó mình làm, rồi mình có cái lòng thương tưởng đến chúng sanh khác và mong cho những chúng sanh đó có thể hưởng được cái phần phước mà mình hồi hướng, hoặc ít nhất là họ cũng có thể họ hoan hỷ, họ tùy hỷ với cái phước mà mình đã làm. Có nghĩa là cái chuyện mà chúng ta hồi hướng nó dựa trên nền tảng của từ tâm, khi mà chúng ta có lòng thương tưởng đối với chúng sanh khác. Rồi thôi cái mạng thì nó cũng chụp giật. Cái phần còn lại thì sư sẽ trả lời ở một cái buổi khác. Xin chia đều phần phước ngày hôm nay.